5 phút nữa về thôi. Mình xin chào anh em nhé. Nay lô hương ngọn khói của các ngài trong đêm qua là bỏ mình cái dây này ra. Cái bây giờ là lính của phủ là ngày 25 mới về, còn mình không ai về trước để sáng mai ông công ông táo lo việc nhà của phủ ông công ông táo. Công việc của phủ thì bây giờ nó cũng ngổn ngang lắm. Thì là để đầu năm, đầu xuân năm 2023 này là trong tháng 1 này để hoàn thành nốt thượng thình. Đây là cái giếng đêm qua mình mới xây xong. Còn đây là trên đền nhang nhà cô cũng vừa mới hôm nay là tạm thời là thượng thỉnh cô để an toàn cho cô, để cô có lời đến nơi đến chốn. Khi cắt nhá, em bảo lại cắt đem ra thật xa, không cắt đưa gần cho cô nữa nhá. Cắt bây giờ cắt một cái gì là bụi phát là phải tưới nước ngay, không để là vào ngược nhà cô nhá. Đây là mình thượng báo cho tất cả mọi người anh em xa gần. Nếu nghe tin lan báo của cô thì ngày nay thì bây giờ là việc nhà cô thì gần như là cũng đã hòm hòm được 80%. Công việc để sang năm thì mình sẽ hoàn chỉnh, đầu xuân năm 2023 là mình sẽ hoàn chỉnh. Trước mắt là mình sẽ tạm thời như này để lo cho cô. Lính ghế của phủ thì tầm 25 âm này thì tức là 3 ngày sau là lính ghế sẽ về. Đấy là lo công việc của phủ. Mong rằng là việc của nhà cô là phải nhanh chóng. Anh em xa gần là ai có dâng đồ gì, hoa, quả, bánh trái, bông đăng gì thì báo cho phủ ngay nhé. Dâng ví dụ như là dâng mâm bồng này, dâng hoa sen, đèn đăng này, đèn nhà ngang nhà cô này, hay là đồ thờ nhà cô còn thiếu thứ gì thì các bạn có thể dâng anh em của phủ. Vì thông báo này là cho phủ Long Đức, những thành viên của phủ Long Đức, chứ không thông báo dành riêng cho khách ở ngoài. Vì khách ở ngoài người ta xin công đức gì thì mình không biết, còn việc đây là mình báo cho việc phủ. Còn ai có tâm dâng cô đồ gì thì báo trước cho phủ nhá, để hoàn chỉnh cho cô trong cái Tết năm 2023 này nhá. Còn đây là giờ tạm thời bây giờ là mình đang phải làm tạm, bởi mình phải rút quân. Vì hiện giờ đèn nhang nhà cô thì cũng được như thế này rồi, tạm thời đầu xuân là sẽ đến là sẽ hoàn chỉnh sửa lại và là tiếp tục là sơn cho nó xong xuôi hết. Vì hôm nay là không kịp tiến độ đâu rồi, hôm nay là mình bắt buộc mình phải về, không ở lâu được. Ở đây là các bàn, các ghế, các đồ đạc đây. Đêm qua còn đến 5-6 giờ sáng mới nghỉ cơ, nên là rất vất vả giếng. Còn đây là lô hương của các vị quan thần linh đấy, mình cũng đã làm đầy đủ. Thì nên mọi người lên đây có thể thắp hương, hay là ai đến đây đều có thể được thắp hương các ngài thoải mái. Và xin rằng là cái điều này thông báo cho anh em của phủ là những anh em nào xin công đức, ví dụ như người công đức là đôi đèn, hay người công đức ở mặt ban, là xin công đức gọi là ấm lư, hay là cái đồ thờ, hay là bánh trái dâng lên, hay là hoa hay cây cối gì dâng lên thì báo nhá. Nên là cái nơi đây rất là đẹp, bốn bề hồ nước ở chỗ Quỳnh Nhai đây là nó là cái hồ đẹp, thủy điện đẹp vô cùng luôn các bạn ạ, ruộng lúa bậc thang và đây là thủy điện. Chỗ này thì là cây cối cá đông đúc. Bây giờ là mình chỉ còn 5 phút nữa thôi, nai chim xong là mình xin phép mình về. Sang năm thì mình sẽ hoàn chỉnh hết. Chỗ này là cột cờ, có này là giếng, ở đây là mình sẽ làm một cái chỗ đốt lửa chạy. Đấy, trên kia là cái chiếu, còn hai bên là hai bộ bàn ghế, bên kia là tranh. Chỗ này là bàn uống nước đầy đủ, cái khu vực này là khu vui chơi. Tranh trước là mình gắn đầy đủ hết hệ thống đèn điện năng lượng mặt trời, mình lắp thêm. Chắc là phải lắp thêm tầm 8 cái nữa, 8 cái năng lượng mặt trời nữa thì nó mới sáng đủ. Hiện giờ đèn nhà của cô là mất điện phát là tự động là sáng hết vì chạy toàn bộ bằng năng lượng mặt trời. Đấy. Anh em nào có duyên thì chia sẻ cho mình nhá. Thế là báo như thế để báo cho anh em xa gần biết lịch trình của phủ nhá. Ok, thôi chào anh em. Mình bắt đầu là trên đường là về phủ Long Đức đây. Đây nhá, chào anh em. Rất là vất vả nhá. Quý mến anh em xa gần nhá. Chúc anh em may mắn, mọi việc là ok rồi. Các thiết kế của mình là còn bệ của ông Hổ này. Đấy, ban bệ của ông Hổ này, hoàn chỉnh của cô này, là toàn bộ phần sơn nữa và phần đồ nữa. Còn cây cối, một số anh em đăng ký là xin dâng cô cây thì đăng ký sớm nhé, để mình còn đổ chậu làm cây cho cô. Thì các bạn để những bên này, đem cái bẻ khánh nhà mình lên, sang năm mình đổ dâng cô hai cái bẻ khánh cho hai cây thật đẹp đây.
hai cây hoành tráng luôn, bốn cái chậu thật to để cho đây cho ngất ngưởng luôn nha. Thôi đi ơi. Số điện thoại của mình là 0374375999 nhá. Anh ơi, em ra bảo này. Anh lấy băng dính bọc hết, lấy một cái gì nhá là bọc hết thằng này vào nhá. Nhá, bọc dựng nó lên, úp cái xô vào để mưa nó không vào nhá. Treo lên. Quỳnh ơi. Em tí đưa cái này và đưa cái loa, mở loa cho cô nhá. Mở loa bên trong cho cô đấy. Thôi đi đi. Ừ, đi đi cả nhà. Đi đi đi. Mình đã xong công việc rồi. Chào anh em. Chúc anh em may mắn nhá. Em. Nó đi ủng mà nó về thì tao hỏi thằng Chiến nó bảo thằng Chiến nó bảo nó đi ủng mà nó đi về. Nó xin phép cô, xin phép ngài tránh trường hợp lừa đảo qua Facebook phát các video nhá. Anh em lưu ý để đưa tí xây cái tranh này luôn anh ạ, ở giữa cái tim này nhá, lấy tim của ban thờ này ra giật ra đây giữa cái tim của hai này nhá. Anh xây cái bức tranh lên, đập cái tường đi, anh cho cái bức tranh ghép vào. Ở bên này khẩu độ bao nhiêu thì cho sang bên này nhá, ghép làm hai bức tranh nhá. Nhá. Nó một bức lọ một bức kia nhá. Ừ. Thôi đi đi em. Đi đi. Xây cao lên tầm này thôi, xong rồi đặt bức tranh lên nhá. Xây cao bằng này. Xong đặt bức đỉnh tường, xong rồi xây trụ ở dưới này để ngậm vào lưng này nó, xây cái trụ 20 để ngậm vào cái lưng này để cho nó không bị ật ra. Bẻ trụ thì cố gắng bây giờ là tập trung vào chiều nay là xây hết cái này đi. Mai là đặt lên anh ạ. Đặt được bức tranh lên cho nó xong đi, bởi vì là ấy. Đấy. Đi đi anh em. Nhanh nhá. Thôi mình tắt livestream này. Chúc anh em may mắn nhá. Xin phép anh em. Xa gần nếu có điều chi trách đạch điều gì mà còn chưa đúng hay là chưa được thì anh em đại xá. Còn bây giờ thời gian rất là bận. Thông cáo video này là dành cho phủ Long Đức chứ không dành cho bà con ở ngoài, bởi vì cái này là những thành viên ở phủ là theo dõi phủ và làm việc cùng với phủ và những người ở xa ở gần để họ biết được về hàng ngày những cái livestream của phủ, để nó thay việc thông báo cho từng người một thì mình rất là bận không có thời gian để báo cho. Thì cái số lượng khách của phủ của mình là và những thành viên của phủ là có rơi vào 400-500 người. Thì cái video này là em đính chính trước báo trước nhá. Công trình này thì đã hoàn thiện được 70%. Đấy. Còn đầu xuân năm mới 2023 này là sẽ đến sơn nốt, sửa chữa thiếu sót cái gì còn sửa chữa nốt và sơn nốt lại và sơn màu phủ diện. Thì tầm đầu năm 2023 này là khánh thành, là trong tháng 1 đến tháng 2 là hoàn chỉnh là khánh thành. Nếu không gì thay đổi thì chắc chắn trong năm 2023 này là trong giữa tháng 2, đầu tháng 2 là sẽ hoàn thành tiến độ công việc của bên chỗ Quỳnh Nhai này. Mọi việc thì chắc chắn là nó sẽ là đầu xuôi đuôi nọt, êm xuôi hết. Còn rắc rối ở đâu hay còn một cái gì thiếu sót hay là còn một cái gì mà còn chưa được đến nơi chốn thì anh em đánh chữ đại xá. Còn là chia sẻ sự yêu thương cho anh em đấy, xa gần. Tránh trường hợp lừa đảo của cái Facebook, các cái video anh em đêm qua xem cái video của mình nó nói rồi đấy. Thì là số tài khoản của chỉ một số tài khoản duy nhất, không có số tài khoản thứ hai. Mà số tài khoản như sau là 10700226553 Vietinbank chi nhánh ở Hải Phòng. Một số tài khoản duy nhất, không có số tài khoản thứ hai. Lưu tâm lưu ý, tránh trường hợp lừa đảo của các Facebook phát các video xin tiền hay lừa đảo hay là tuyên truyền nói bậy bạ không đúng với sự việc, thì tránh trường hợp những đối tượng đấy khi nói chuyện mà bắt lời với các bạn đều là đối tượng gạ gẫm các bạn. Chỉ một thời gian sau sẽ gạ gẫm các bạn vào những trang nô đề cờ bạc cu bét cu biết xong rồi win 88 hay là những trang gọi là xổ số. Một vài phút ấy, quay một vài phút ấy để mục đích là mồi chài lôi kéo, bởi vì đó là những cái đối tượng dùng Facebook giả ở những cái cổng game online, những cái cổng game quốc tế, những cái cổng game lừa đảo để kéo trèo gọi khách vào và rất nhiều người nó mất tiền oan.
Anh em lưu ý nhá, bởi vì là em chào anh Nam đây, công việc ở phủ thì nó là công việc bắt buộc rồi. Em bây giờ là trên đường về phủ, sáng ngày mai 7 giờ là có mặt tại phủ Nam Đức. Công việc nó bắt buộc bởi vì là không dừng và không dừng lại được. Cố gắng để cho nó hoàn chỉnh và chỉnh chu lại được, cho nó xong và kịp tiến độ. Vất vả lắm, nó ngổn ngang bé bét này. Đây, em ngổn ngang bé bét ra. Tất cả đồ đạc ở đây là vẫn còn phải để lại, để chuyến sau gọi là chuyển tiếp. Hết hết hết, đi thôi. Vất vả. Dạ. Nhiều thành phần như đéo lão vào chỉ biết comment mẹ linh tinh liên thuyên. Mình nói thật anh em buồn lắm. Những thành phần mà mẹ thằng ngu thì mãi mãi là thằng ngu thôi. Không có động não vào những cái việc cần thiết à. Người ta như thế này mà không biết động viên. Không biết động viên mà không biết hỏi thăm nhau, không biết an ủi nhau, chỉ mở mồm ra nói những câu ngu, rất là mệt mỏi xã hội này. Thôi, lưu ý anh em nhé. Thôi chào anh em, rừng núi âm mưu mẹ cha thân mến, cô thương cô độ cho, nếu ai có tâm thì kẻ ắt có được. Đến thời điểm này các bạn biết rằng là từ một lời hoang vu như thế mà được giờ như thế này thì các bạn biết là cả một vấn đề. Đấy, rất nhiều người giỏi người làm còn không nổi. Thôi tắt vào chào anh em nhá. Giỏi hay không thì cứ làm, chứ không phải cứ ngồi lói được các bạn ạ. Thực tế tay chân nhúng chàm mà làm việc của mình thôi, không có gì là phải lo toan cả nhá. Thôi chào anh em. Nước nó hỏng anh? Đường nước nó hỏng à? À. Tết à? Dạ. Tết à? Giờ em về ăn Tết đấy. Tết gì về em còn 3 công trình nữa ở phủ. Còn 3 công trình nữa phải giám sát em đi liên tục mà. Tết này có được nghỉ đâu, bận chết tháng 3 âm cơ. Mình đâu có chấp. Bởi vì người ta dại thì người ta khổ thôi, chứ chấp với người ta thì được cái gì mà mất cái gì đâu. Không chấp. Không đôi co mấy những con bò cho đau đầu. Cho người ta là nhất, cho người ta là giỏi nhất luôn. Thôi chào anh em nhé, tắt livestream. Chúc anh em may mắn. Nhớ là tránh trường hợp lừa đảo qua Facebook. Khi đối tượng nào mà mượn danh của phủ đi nói bậy bạ linh tinh gì thì các bạn bắt gọi video. Đối tượng không bao giờ dám mở video nhé. Thôi chào anh em.